Ở Đà Lạt bạn sẽ chẳng bao giờ lo đến chuyện ăn gì, từ món chính, món phụ đến món ăn chơi, tất cả đều có thể liệt kê thành một danh mục dài. Đặc biệt là các món ăn vặt. Ăn vặt ở Đà Lạt, chỉ có thể nói rằng bạn đã lạc vào thiên đường. Nhắc đến các món ăn vặt ở Đà Lạt, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên bánh tráng nướng. Được mệnh danh là pizza của phố núi, bánh tráng nướng là món ăn vặt bạn nhất định phải thử một lần. Bánh tráng được nướng trực tiếp trên lửa hồng, mang đến vị giòn rụm đặc trưng cùng hương thơm nước mũi. Sắp sáp cũng là một món ăn vặt không thể không thử nếu bạn đến với Đà Lạt. Đây là một món ăn với nguyên liệu chính là sợi đu đủ xanh bào cùng nội tạng heo được chế biến cầu kỳ thơm ngon, cùng một loại nước chấm chua ngọt được pha chế theo công thức riêng. Sắp sáp chính xác là món gọi đu đủ làm theo cách riêng của người Đà Lạt. Trước đây thường chỉ được bán rong. Tuy nhiên hiện tại, bạn có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở các hàng quán ăn vặt hay book trên app giao hàng. Cái món này em ăn từ hồi em còn nhỏ rồi. Lúc em còn học trường, gọi là trường tiểu học á, là mẹ để dẫn em đi ăn sắp sắp rồi. Nếu thích ăn ngọt, bạn có thể thử các món chè. Đà Lạt có nhiều tiệm chè rất nổi tiếng như tiệm chè Hé. Quán chè có từ lâu đời với hàng loạt món chè nóng lạnh như chè bắp, chuối, thân, trôi nước. Hay các quán chè bằng phong cách hiện đại như chè Thái, chè sương sa hạt lựu, chè không ngọt tại chè hẻm. Cùng với sữa đậu nành, kem bơ, bánh ướt lòng gà, bánh căn, bánh mì chảo, v.v. là những món ăn vặt ngon nổi tiếng mà bạn không nên bỏ qua khi đến Đà Lạt. Tại xưa mình là sinh viên của Đại học Đà Lạt, nên là cũng nhiều món ăn nó bình dân mà nó ngon, ví dụ như chè hay là bột chiên với sữa đậu nành, sữa đậu xanh, những món đó thì rất là nó ngon mà nó phù hợp với sinh viên. Ngoài những món ăn kể trên, Đà Lạt còn có rất nhiều món ăn vặt mang đi như rau củ quả sấy, khoai tây chiên nước mắm, khoai lang sấy, dâu tây sấy, v.v. Những món ăn vặt này không chỉ ngon miệng mà còn rất tiện lợi để mang về làm quà. Với hàng trăm món ăn vặt hấp dẫn, Đà Lạt xứng đáng là thiên đường ẩm thực đường phố. Nếu có dịp đến với thành phố ngàn hoa, đừng quên thưởng thức những món ăn này nhé!